năm 2016 ấy, thì là tôi tự nhiên thấy người nó gầy. Mình đang 71kg mà nó còn có 57 thôi. Thế nhưng mà nó đi giải rất nhiều, đi suốt ngày nhưng mà đi giải rất khó. Thế thì tôi nghi là mình có khi là bị u sơ tiền, u phì đại tiền liệt tuyến. Thế thì là mới đi bệnh viện Bạch Mai là khám toàn thân. Thế sau khi xét nghiệm tế bào máu thì đến 4 giờ chiều ở bệnh viện Bạch Mai người ta mới có kết luận, tức là mình là có 22, đường trên mominit, tức là bác sĩ bảo là bị tiểu đường type 2. Thế sau đó thì người ta yêu cầu làm viện, nhưng mà tôi bảo thôi tôi về mãi Hưng Yên thì thôi thì bán thuốc cho tôi về tôi điều trị ngoại trú. Thì hàng tháng thì tôi lên khám thì đầu tiên là cũng 10 phẩy, thế rồi nó cứ xuống dần dần xuống 8 phẩy rồi đến 9, 7 phẩy. Năm 2018 đầu năm thì là tôi người ta mới xét nghiệm cái HbA1c thì bác sĩ bảo là của chú là nó cao những 8,5. Thế thì chú xem có cái biện pháp nào chú phải mua thêm thuốc để điều trị. Bác sĩ người ta tư vấn, người ta bảo là bây giờ chú mà cái HbA1c nó cao thế này, tức là người ta gọi là máu bẩn ấy, thì là nó dễ bị biến chứng, là nó có thể biến chứng vào mắt làm bị mù, hay là biến chứng ở vào thận, thế rồi là vào gan, rồi là bị cụt chi, rồi nói chung là nó có nhiều cái biến chứng. Thế thì là tôi mới lo lắng như thế. Lúc đó ông mới tá hỏa ra rằng chỉ dùng thuốc, chế độ ăn uống, tập luyện có thể là chưa đủ đối với ông. Ông bắt đầu tìm kiếm về các sản phẩm hỗ trợ như lời tư vấn của bác sĩ. Ông nói, tôi may mắn khi biết đến Glutex, chẳng khác nào chết đuối vớ được cọc. Cái Glutex này là tôi đọc ở cái tờ báo Chuyện Đời. Uống vào thì nó ổn định đường huyết và nó giảm hẳn 3,5. Đấy. Thế và đồng thời là huyết áp nó cũng xuống 130, 140. Cái thứ ba nữa là tôi cảm thấy người rất khỏe. Đấy, tức là huyết áp nó không cái tiểu đường ấy, cái đường huyết là nó không có những lúc trước đây có lúc tôi lại xuống có hơn 4 phẩy, thế nhưng bây giờ thì nó ổn định, nó chỉ có từ 6,2 thế rồi 5,2 chứ không bao giờ nó xuống quá mà cũng không bao giờ nó lên quá. Đấy, thì là tôi thấy rằng đấy là nó là một cái chỉ số an toàn. Thế mà tôi cảm thấy là mắt sáng ra. Hiện nay là tôi đọc báo rồi tôi viết nách là không phải đeo kính nữa. Lắm khi là tôi trước đây là tôi thỉnh thoảng tôi đọc báo hay tôi làm thơ là tôi phải đeo kính. Nhớ lại thời điểm nhận được kết quả chẩn đoán chồng bị tiểu đường, nét mặt của bà Loan ở số 53 Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn còn nguyên nỗi bàng hoàng. Từ ngày mà nhà tôi chưa bị 70 cân ấy, ông 70 cân, ông béo đẹp ra. Thế lúc mà khi mà đúng là thời gian ông cứ đi ăn phở ra, ông lại ăn 2 quả trứng đánh kem với lại kiểu một đậu xanh ý, đường. Ông đang 70 cân, ông xuống có 52 cân. Đấy, xong lúc được cao được 54 cân mà người buồn bã chả muốn ăn gì cả. Cái nửa bát cơm không hết, tức là nó mệt mỏi. Thế là tôi mới bảo là thôi đi, bây giờ hôm đi là khám mắt đấy. Thế mà tôi thay tủy tinh thể, mắt nó mờ đi. Thế là thay tủy tinh thể thì người ta phát hiện ra là bị tiểu đường. Không đi thay tủy tinh thể thì không phát hiện ra tiểu đường. Thì người ta bảo là ông cao quá, về uống thuốc đi, chúng cháu mới dám mổ. Thế thì về uống thuốc thì nó xuống được là 10 phẩy, 8 phẩy. Thì người ta thay tủy tinh thể cho. Thế tôi về thì tôi ra bệnh viện khám, ông là bảo hiểm ở Nguyễn Đình Khiêm. Thế ra khám thì là coi như là cho thuốc hàng tháng đến lấy. Uống nó cũng túc tắc, có lúc 8 phẩy, 9 phẩy, rồi 10 phẩy, nó không xuống lắm. À, bắt đầu là cái điểm thực điểm cao nhất của ông ấy nằm bệnh viện cấp cứu đấy là 33. Mà bệnh viện người ta còn sợ, người ta còn bắt là tôi phải coi như là ở đấy thì ông người ta mới chữa.
Hơn 10 năm chồng bị bệnh tiểu đường, bà Loan chưa một lần dám đi đâu xa. Vì đường huyết của ông cứ tăng giảm bất thường, khiến bà vẫn nơm nớp lo sợ, không biết ông lúc nào lại phải nhập viện tiếp. Nỗi bất an của bà chỉ được giải tỏa khi bà biết đến Glutex, thực phẩm chức năng giúp hỗ trợ ổn định đường huyết qua chia sẻ của một người bệnh tiểu đường trên báo. Tức là sau khi uống Glutex đến đây thì là lên được 6 cân và ăn được ngủ được. Tức là ăn nó không chán như ngày xưa. Ngày xưa cứ nửa bát cơm ông bỏ, phở cũng bỏ, không ăn được. Như từ khi uống Glutex thì ăn được ngủ được mà giảm đường huyết. Thì tôi thấy là cái này là tốt. Tôi mua tiếp chục hộp nữa. Thì uống từ đấy bây giờ thì nó ổn định rồi, 7,6,8 rồi. Mà thì lên được 6 cân, tăng được 6 cân, ăn được ngủ được. Chứ trước ngủ chẳng ngủ được, ăn không ăn được. Thì tôi thấy cái thực phẩm chức năng dù là Glutex này là tốt. Thì tôi bảo là cứ để ông uống nốt còn mấy ngày nữa, uống xong rồi kiểm tra tôi lại mua tiếp. Từ ngày uống hỗ trợ thêm thực phẩm chức năng Glutex, nhà thuốc Bảo Ngọc số 27 Thọ Lão, Hai Bà Trưng, Hà Nội là địa chỉ thân quen với bà. Không chỉ là bà ra mua Glutex mà bà còn đưa ông ra để nhờ nhân viên nhà thuốc đo đường huyết cho ông. Tôi cái hồi mà vào bệnh viện cấp cứu ấy, thì là từ đó đến nay là nó đỡ, nó tức là nó khỏe lên và nó không, từ đấy là không quay trở lại, không bị nữa. Do là uống Glutex sức khỏe tôi là bình thường.